Khám phá thủy cung Vinpearl Nha Trang là điều không thể bỏ qua khi đến với VinWonders đảo Hòn Tre. Đây là điểm tham quan yêu thích của rất nhiều du khách khi và đặc biệt là các bạn nhỏ, mà mọi người có thể tìm thấy những điều độc đáo mới mẻ tại đây. Du lịch thành phố biển, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh mà còn có hội khám phá thủy cung Vinpearl Nha Trang lớn top đầu Việt Nam. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng cho mọi tín đồ đam mê khám phá. Thủy cung có diện tích lên tới 3.400m², được thiết kế với hệ thống đường hầm, mái vòm độc đáo giúp bạn cảm nhận như đang bước đi giữa lòng đại dương sâu thẳm. Nơi đây hàng năm đều thu hút rất nhiều khách du lịch Nha Trang, đặc biệt là bạn trẻ. Thủy cung Vinpearl Nha Trang được chia làm 2 tầng, bao gồm khoảng 30.000 sinh vật biển. Hành trình khám phá cung điện Hải Vương Vinpearl sẽ bắt đầu trong lòng núi nhân tạo, gồm 2 tầng được chia theo từng chức năng cụ thể, giúp du khách dễ dàng khám phá. Bạn có thể di chuyển lần lượt theo các khu vực lựa chọn ngay điểm đến mà mình yêu thích. Tầng trên triển lãm trưng bày những loại bò sát, côn trùng phổ biến như kỳ nhông, tắc kè hoa, rùa, v.v. Tầng dưới có lối cầu thang dẫn xuống rộng thoáng, gồm một bể cá lớn đặt ở đại sảnh. Hai bên cạnh là chỗ trưng bày các loại cá, sinh vật biển quý hiếm với màu sắc bắt mắt, được để trong các bể kính mái vòm rộng lớn. Du khách sẽ không được tự do, tự cho các loài cá sinh vật tại thủy cung ăn vì đã có chương trình chăm sóc do nhân viên đảm nhận. Bạn sẽ được tận mắt theo dõi quá trình thú vị này với lịch biểu diễn cho cá ăn là show thứ nhất 10 giờ đến 10 giờ 15, show thứ hai là 17 giờ đến 17 giờ 15 hàng ngày tại cung điện Hải Vương.